Tin tức mới nhất trên Tiền Phong và Vietnamnet cho hay liên quan đến vụ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị sát hại ngày 20 tháng 2, công an quy. Hoàng Kiếm Hà Nội vẫn đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quang Bình, sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 18 tháng 2, đối tượng Bình đã ra tay sát hại nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, 43 tuổi, phó trưởng đoàn đoàn hát, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Đối tượng được xác định là em rể của đối tượng Bình. Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh họ đâm tử vong. Ảnh, Tiền Phong khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Bình khai nhận nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, và ngày hôm đó đối tượng có uống rượu say. Cơ quan chức năng phát hiện trên người đối tượng Bình có nồng độ cồn, hiện đang tiến hành xét nghiệm để xem có sử dụng ma túy hay không. Đám tang đầy nước mắt của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng. Ảnh, Southstar chiều ngày 20 tháng 1, lễ tang nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và bạn bè. Let's Block Us. Oi.